Quê hương là tiếng gọi đầy yêu thương và thiêng liêng đối với mỗi con người. Ai sinh ra chẳng có quê hương, ai sinh ra mà quê hương chẳng nằm trong máu thịt của mình. Quê hương chính là nguồn cảm hứng dạt dào, mãnh liệt, khơi gợi nguồn cảm hứng sáng tác nơi các văn nghệ sĩ. Ta từng bắt gặp hình ảnh quê hương trong từng trang sách nhỏ trong bài thơ quê hương của Giang Nam. Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường, yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ. Hay quê hương là nơi gắn liền với miền ký ức tuổi thơ của mỗi người trong trang thơ của Đỗ Trung Quân. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Và quê hương cũng là nguồn cảm hứng để nhà văn Kim Lân sáng tác truyện ngắn Làng. Kim Lân, một cây bút độc đáo của làng quê, đã khắc họa nên hình ảnh người nông dân trong cách mạng tháng 8 với tình yêu làng quê tha thiết. Với truyện ngắn Làng, Kim Lân lại thành công trong việc thể hiện hình ảnh người nông dân của thời đại cách mạng và kháng chiến mà tình yêu làng quê đã hòa nhập trong lòng yêu nước và tinh thần của người dân kháng chiến, nhất là khi nghe tin làng Việt Gian theo Tây. Truyện ngắn Làng được Kim Lân sáng tác năm 1948. Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, quân đội ta còn nhiều khó khăn vất vả. Thiền truyện được đăng lần đầu tiên trên tạp chí Văn Nghệ và sau đó được đông đảo bạn đọc đón nhận. Bằng ngòi bút giản dị đậm chất thôn quê, nhà văn Kim Lân đã vẽ nên nhân vật ông Hai là một người nông dân hiền lành, chất phác với tình yêu làng gắn bó và thống nhất với lòng yêu quê hương đất nước. Hình tượng nhân vật ông Hai không chỉ bó hẹp ở một người nông dân cụ thể nào, mà ông Hai là đại diện cho cả tầng lớp người nông dân đương thời. Trước cách mạng, ông Hai luôn khoe về làng. Cái gì của làng, ông cũng khoe. Làng ông có những nhà ngói san sát, làng ông có đường lát đá xanh, có cái dinh cơ của viên tổng đốc làng. Ở nơi tản cư, nỗi nhớ làng của ông tha thiết, cồn cào. Ông nhớ những ngày được đào hầm, đắp ụ, xẻ hào, khuân đá cùng anh em. Nỗi nhớ làng đến da diết của ông còn được nhà văn Kim Lân bộc lộ một cách trực tiếp. Ông nhớ cái làng quá. Làng đối với ông như một phần máu thịt, nỗi nhớ làng triền miên, hình ảnh ngôi làng thân yêu luôn hiện hữu trong tâm thức của một lão nông nghèo tiền ít chữ nhưng là yêu làng sâu sắc. Chính tình yêu làng đến mãnh liệt ấy khiến ông như rơi xuống vực thẳm khi nghe tin làng ông theo giặc. Quay phát lại lắp bắp hỏi, cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê dân dân. Ông lão lặng đi, tưởng như không thở được. Rồi ông quý gằm mặt xuống mà đi. Nhà văn Kim Lân đã xuất sắc khi miêu tả ngoại hình để bộc lộ nội tâm nhân vật. Cổ họng ông lão như có cái gì mắc kẹt, khiến ông không thể nói được lời nào trước tin làng ông theo giặc. Ông sững sờ, bàng hoàng như bị tạt một gáo nước lạnh trong khi tình cảm yêu làng, nhớ làng trong ông lúc bấy giờ đang cháy bỏng như ngọn lửa cháy bùng lên một cách rực rỡ. Cứ thế, cái tin dữ ấy đeo bám ông suốt đường về nhà. Ông cứ cúi gầm mặt xuống mà đi như có ai chửi chính ông. Về đến nhà, ông đem theo tâm trạng đau đớn nằm bất lực xuống giường. Bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện lên, ông nhìn những đứa con của mình mà thầm nghĩ. Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt Gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rũng hắt hủi đấy ư? Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu. Hàng loạt những độc thoại nội tâm thể hiện nỗi đau đớn, mâu thuẫn đến tột cùng. Càng nhìn, ông càng thương những đứa con của mình. Càng nhìn, ông càng trở nên thất vọng, bất lực trước tin làng ông theo giặc. Nhà văn Kim Lân đã xuất sắc khi sử dụng hình thức ngôn ngữ độc thoại nội tâm để nhân vật tự bộc lộ nội tâm, tâm trạng của mình, khiến độc giả hiểu hơn, đồng cảm hơn và càng cảm thấy quý trọng cái tình cảm mãnh liệt của một người cha với những đứa con, tình cảm của một người dân với làng quê của mình. Nỗi đau đớn, sự căm phẫn trong ông được đẩy lên đến tột cùng khiến ông phải rít lên. Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái giống Việt Gian bán nước,
để nhục nhã thế này? Những lời độc thoại không cần ai phải đáp lại, như bộc lộ ra tất cả những căm phẫn, uất ức của ông hai khi nghe ngôi làng bấy lâu nay ông luôn yêu quý, tôn thờ lại việc gian theo giặc. Nhà văn Kim Lân đã sử dụng hình thức độc thoại kết hợp với độc thoại nội tâm để khắc họa nên cái bực bội, chán chường, đau đớn của ông hai. Nhưng tại sao làng theo giặc, ông hai lại đau đớn đến tột cùng như vậy? Phải chăng vì ông quá yêu làng nên khi nghe tin làng theo giặc, mọi niềm tin yêu dường như bị rơi sâu xuống vực thẳm? Phải chăng người nông dân ấy đã ý thức được những tội ác của giặc gây ra biết bao mất mát đau khổ cho cả đất nước? Phải chăng trong ông lão không còn đơn thuần là tình cảm làng quê bó hẹp nữa, mà còn xuất hiện một tình cảm rộng lớn hơn, ấy chính là tình yêu đất nước, yêu và tin vào cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc? Đây có lẽ là nét mới trong tình cảm của người nông dân đương thời. Tình cảm của họ không còn bó hẹp trong lũy tre làng, mà rộng lớn và mang tính thời đại. Nhà văn Kim Lân quả thực rất tinh tế khi phát hiện ra nét mới mẻ ấy của những người nông dân đương thời. Ông quả là một người con của đồng nội, của làng quê, khi thấu hiểu cả tâm tính, tình cảm của người nông dân và đưa vào trang viết của mình một cách độc đáo, đầy hấp dẫn. 3-4 ngày sau đó, ông không dám ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong gian nhà chật chội, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, tưởng người ta để ý. Cái tin nhục nhã ấy đã trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp, khiến ông không dám gặp ai, bởi ông chính là người làng Việt gian. Bên cạnh việc bộc lộ gián tiếp nỗi đau đớn khi nghe tin làng theo giặc, nhà văn Kim Lân còn bộc lộ trực tiếp nỗi căm phẫn của ông hai với ngôi làng của mình bằng cách đặt ông trong sự lựa chọn giữa về làng và không về làng khi bị mụ chủ nhà đánh tiếng đuổi đi. Tình yêu làng được đặt bên cạnh tình yêu nước, yêu kháng chiến, ông đã nghĩ hay là quay về làng. Nhưng vừa mới chớm nghĩ như vậy, lập tức ông lão phản đối ngay, không được. Với ông hai, hay chính là những người nông dân đương thời, khi đã có ánh sáng của cách mạng soi sáng, họ không còn yêu làng một cách mù quáng, mà làng theo Tây mất rồi thì phải thù. Có lẽ với mỗi người nông dân, phải thù chính cái nơi mình cho là hơi thở, là mẫu thịt của mình, không phải điều dễ dàng gì. Nhưng họ vẫn sẵn sàng, bởi có lẽ trong lòng họ còn hiện hữu một tình cảm lớn hơn, một tình cảm mang tính thời đại. Ấy là tình yêu nước, yêu kháng chiến mãnh liệt. Không biết làm gì, ông đành tâm sự với đứa con út những câu hỏi như: con là con ai? Con ủng hộ ai? Chính là ông đang muốn trải lòng mình để vơi bớt đi nỗi nhớ quê, đồng thời cũng để củng cố niềm tin vững chắc trong lòng. Khi đứa con biết giơ tay thề ủng hộ cụ Hồ Chí Minh muôn năm, cũng chính là lúc nó nói hộ nỗi lòng của ông, làm vơi đi bớt nỗi buồn. Cái tin làng theo giặc đã khiến ông hai đau đớn, tuyệt vọng đến nhường nào. Chính tâm trạng ấy đã thể hiện tình yêu làng quê hòa quyện với tình yêu nước của ông hai, hay chính là người nông dân đương thời. Văn học nghệ thuật đã phản ánh những hiện thực của cuộc sống và cả những tình cảm sâu kín nhất của con người. Nhà văn Kim Lân đã mượn văn chương để phản ánh những tình cảm mới mẻ của người nông dân trong thời đại cách mạng một cách đầy đủ nhưng không kém phần hấp dẫn. Tình yêu làng gắn liền với tình yêu quê hương đất nước. Chuyện ngắn làng đã thành công thể hiện tình yêu làng hòa cùng tình yêu nước của ông hai. Nhà văn Kim Lân đã xây dựng hình tượng ông hai không phải là một lão nông cụ thể nào, mà ông hai là đại diện cho những người nông dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, yêu làng gắn với yêu nước. Nhà văn Kim Lân đã hoàn thành sứ mệnh của mình khi đào sâu, tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, sáng tạo những gì chưa ai sáng tạo. Ông đã phát hiện ra những chuyển biến mới mẻ trong tình cảm của người nông dân đương thời, ấy là yêu làng hòa nhập với yêu nước. Cái nhìn mới mẻ của Kim Lân đã để lại cho đời một áng văn chương giàu giá trị. Qua tác phẩm, ta như nhận được một điều gì đó.
tác phẩm để lại cho bạn đọc hôm nay, bài học về tình yêu nước sâu sắc và ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với đất nước để nối tiếp thế hệ đi trước, sống và làm việc để làm người có ích cho đất nước. Nhà văn Nguyễn Khải từng coi Kim Lân là một trong số ít nhà văn thiên phú. Dường như mỗi tác phẩm không phải là người viết mà là thần viết, thần mượn tay người để viết nên những trang sách bất hủ. Và điều này được thể hiện rõ trong chuyện ngắn Làng. Nhà văn đã rất tinh tế khi miêu tả diễn biến tâm trạng của ông hai để bộc lộ tình yêu làng quê, hòa nhập với tình yêu nước và tinh thần của người dân kháng chiến. Làng quả là một tác phẩm xuất sắc, vừa hay về nội dung, vừa hấp dẫn về nghệ thuật. Tác phẩm dù được viết cách đây hàng chục năm, nhưng sức sống của tác phẩm vẫn còn mãi. Kết thúc tác phẩm, nhưng hình ảnh của một lão nông hiền lành, chất phác, giàu lòng yêu làng, yêu nước vẫn còn gây ấn tượng, để lại dư âm sâu sắc trong lòng bạn đọc.